Để cho các bạn điểm và đường thẳng. Ta có hai câu. Câu thứ nhất, tính khoảng cách từ điểm cho đến đường thẳng. Và câu thứ hai là viết phương trình mặt cầu. Vậy giờ ta bàn đầu tiên câu A trước. Đi tính khoảng cách từ điểm. Thì các bạn áp dụng giùm thầy công thức tính khoảng cách từ điểm cho đến mặt phẳng. Thì cái này thì phải học bài thôi. Công thức khoảng cách từ một điểm cho đến đường thẳng D nó sẽ được tính bằng công thức. Đó là theo cách hiểu các bạn có điểm A, đường thẳng D. Các bạn lấy giùm thầy một cái điểm M bất kỳ. M này thuộc đường thẳng D. Vậy thì công thức của nó sẽ được tính bằng vectơ AM nhân có hướng với vectơ chỉ phương của D nhân có hướng nha. Lấy độ dài chia lại cho độ dài của vectơ chỉ phương. Thì từ đây các bạn sẽ có được khoảng cách. Điểm M lấy bằng cách nào? Thì do cái đường thẳng D đã cho bài cho đây thì các bạn trả cái đường thẳng D này về thành tham số. Các bạn cho T bằng 0 hoặc bằng 1 tùy các bạn thích. Hoặc cách thứ hai đó là ta sẽ cho cái tử nè. Đây các bạn để ý này, từng cái tử này nó bằng 0 thì các bạn sẽ lấy được cái điểm M liền. Vậy nếu nhìn vô thì M các bạn sẽ có tọa độ trừ 1, 2, trừ 3. Đáp vô đây. Vậy là công thức khoảng cách. Trong đề thi gặp rất nhiều về cái này. Còn câu B, ta làm tiếp câu B. Viết phương trình mặt cầu tâm A và tiếp xúc với D. Vậy thì các bạn lưu ý phương trình mặt cầu. Vậy thì như đã nói với các bạn rất nhiều lần, đó là mặt cầu S nó cần hai thứ. Thứ nhất là tâm và thứ hai là bán kính R. Vậy tâm lấy đâu ra? Đề nó yêu cầu là tâm A, vậy thì các bạn có tâm là A. Tọa độ các bạn có cụ thể rồi. Bán kính R. Vậy do mặt cầu S này tiếp xúc với đường thẳng D, vậy từ đây suy ra được một điều, khoảng cách từ tâm A cho đến đường thẳng D đó được tính đúng bằng với bán kính. Vậy ở trên câu A các bạn tính được khoảng cách rồi và ở dưới cũng có tâm rồi, vậy các bạn viết được phương trình mặt cầu. Phương trình mặt cầu các bạn có thể viết bằng hai cách, đó là mặt cầu ở dạng thu gọn. Đây là phương trình thu gọn của các bạn. Và thứ hai là phương trình ở dạng khai triển. AX trừ 2 BY trừ 2 CZ cộng D bằng 0. D này được tính bằng cách nào? D được tính bằng A bình cộng B bình cộng C bình trừ đi cho R bình. Vậy là các bạn làm được bài. Chúc các bạn thành công.